Từ sáng sớm, chị Cao Thị Quê ở xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ để lên rừng bẻ măng. Để hái được nhiều măng ngon, đẹp, chị phải đi bộ khá xa, vào sâu trong các cánh rừng. Những mục măng mới nhô lên, chị phải đào, xới đất xung quanh, rồi sáng lấy. Mục măng nào đã mọc lên cao thì bẻ ngọn non, khúc sơ già bỏ đi. Với sự thông thạo địa hình cùng đôi bàn tay khéo léo, chỉ sau vài giờ, chiếc gùi của chị đã đầy ắp măng rừng, chủ yếu là măng lồ ô và măng le. Dân ở đây là người ta lên rừng là chủ yếu, cho nên là họ đi vô rừng bẻ măng là số lượng rất nhiều. Nên là tranh thủ đi sớm để có nhiều thực vật, nhiều măng. Vào mùa mưa, từ tháng 7 đến tháng 10 dương lịch là mùa măng rộ. Hiện đang trong thời điểm chính vụ, nên đây cũng là thời gian bà con tranh thủ đi hái măng. Có người phải đi xa, thậm chí leo lên những cánh rừng cao, lặn lội vào sâu trong các khe suối mới có nhiều măng to và ngon. Số măng thu hoạch, một phần mang về sử dụng trong gia đình, phần còn lại bán cho các đầu mối thu mua. Đầu mùa măng rất là ngọt, nó không có đắng. Với lại cái mùa mưa này nhiều là măng, đặc biệt là măng le, mọc nhiều. Tranh thủ những ngày cuối tuần được nghỉ, tranh thủ sáng măng để kiếm đem về nhà ăn. Vào vụ thu mùa măng, tôi thu măng của họ đi sắn từ rừng về. Đầu mùa giờ tôi thu mua cỡ tầm 2 tấn. Chủ yếu cái tôi thu mua măng tươi để tôi phơi khô, rồi tôi muối chua để tôi bán vào mùa Tết. Công việc tuy vất vả, nhưng cứ đến mùa, bà con đồng bào vùng cao huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vẫn cần mẫn leo núi vào rừng hái măng. Từ lọc rừng này, nhiều người dân có thêm nguồn thu nhập để cải thiện cuộc sống.